rồi tao tao tối ngày xuống dưới luôn đi. Rồi đó. Rồi ok. Rồi giải quyết bằng dưới luôn, cái cuốn sen dưới luôn. Thế là mình học bài nào mình cũng hoàn thành đó. Y chang cái cuốn kia thôi, cái gì cả. Anh nhúng xíu màu đen vô cũng được. Giặt xuống luôn. Rồi kết hợp với màu này vô. Đó. Nói chung là cũng xiên, cũng tán màu 3-4 bông sen cũng đẹp. Đây. Em nó về em nó cũng tập tán vẽ mấy bông sen. Cũng mịn màng, cũng ghi nhận sự cần cù. Nói vậy chứ mới học mà tán được mấy bông sen mà mịn màng về cũng đâu phải dễ đâu. Đấy, nó về nhà nó làm đấy. Cũng được 3 bông sen ha. Rồi, bữa nay học tulip. Cũng làm tốt á. Cái đều cũng còn hơi chậm nhưng mà kệ, mới học mà. Từ từ mới tốc độ mới nhanh được. Đó giờ em chỉ cần vuốt mỏng mỏng là được rồi, hai cái biên thôi đó. Rồi. Cũng mịn màng lắm chứ. Xe mà mịn màng vậy là cũng ngon rồi đó. Khó cái là phải mịn màng, phải diễn tả sắc độ màu sao cho nó đúng, nó đẹp. Rồi ok em, rồi nghỉ được rồi đó. Chúc mừng bạn cũng hoàn thành được 2 bài học ha.